Để ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang miệt mài bám chốt, giữ chắc lá chắn nhằm thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch. Đây là chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt tại chân cầu Yên Dũng giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Chốt kiểm dịch này có nhiệm vụ kiểm soát 100% người đi từ vùng có dịch vào Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại. Của tôi là đi lấy hoa quả, nhưng mà do tình hình dịch bệnh thì tôi phải sang hàng tại chốt kiểm dịch. Giờ tôi thấy từ ngày mới được lập chốt kiểm dịch thì là cảm thấy là cái sự an toàn của mình nó tốt hơn. Đi qua chốt thì là chốt nào cũng phải dừng xe và nhìn chung là nhân viên tại chốt trực có hỏi cụ thể là mình đi đâu. Hơn nửa tháng qua, các lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện trên các chốt kiểm dịch vẫn miệt mài bám chốt, giữ chắc lá chắn thép để giữ bình an cho nhân dân, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tôi đã được biết chương trình tham gia phòng chống dịch này qua bên nhà trường ạ, phát động phong trào. Và khi mà nhà trường phát động thì tôi cảm thấy rất là vui và hứng khởi, đã nhanh chóng đăng ký để được tham gia. Tổ chốt chúng tôi có 24 người, chia làm 3 ca. Đấy thì thực hiện theo cái chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là kiểm soát 100% người đi qua chốt. Ngay sau khi ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 5 tháng 5, toàn hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt vào cuộc để thiết lập những chốt kiểm dịch giúp cho việc truy vết, khoanh vùng được triển khai một cách hiệu quả nhất. Từ ngày 5 tháng 5 đến nay, những ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tỉnh bạn, Bắc Ninh quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.